dụng lợi của bảng A đối với thành phố Trà Vinh. Nếu thành phố Trà Vinh để thua Cầu Kè thì chắc chắn thành phố Trà Vinh Cầu Kè. Cầu Kè là đội đương kim vô địch của cự ly của nội dung nam nữ phối hợp. Cầu Kè và thành phố Trà Vinh, đây là trận đấu nhưng vẫn là một khoảng cách gần nửa thân ghe và chắc chắn. Kính thưa quý vị khán giả, và chắc chắn Nguyễn Duy Hải đã giành được chiến thắng thứ hai. Xin chúc mừng đội gây ngon Nguyễn Duy Hải đã giành được chiến thắng thứ hai của khuôn khổ bảng B trước đội gây ngon Nguyễn Trà Cúc. Như vậy đội gây ngon Nguyễn Duy Hải đã chắc chắn cho mình vị trí nhất bảng B. Xin chúc mừng đội gây ngon Nguyễn Duy Hải. Như vậy thứ tự của các bảng như sau: nhất bảng A đội gây ngon Cầu Kè, nhì bảng A đội gây ngon Châu Thành, nhất bảng B đội gây ngon Nguyễn Duy Hải và nhì bảng B đội gây ngon Tiểu Thành. Xin chúc mừng các đội kia đã lọt vào vòng bán kết. Như vậy ở vòng bán kết đang bơi ở đường đua số 1 bên phía Bình Nam và Cầu Kè đang bơi ở đường đua số 2 bên phía Lễ Đài. Cầu Kè có thể giành chiến thắng một lần nữa trước Châu Thành hay không, chúng ta cùng chờ xem. Và dường như đội ghe ngò Cầu Kè đang nhỉnh hơn đội ghe ngò của Châu Thành. Không thấy gì hết. Cầu Kè đang tạo lợi thế cho mình một khoảng cách nhất định đối với đội ghe ngò Châu Thành, khoảng nửa thân ghe. Cầu Kè đang nhỉnh hơn đội ghe ngò Châu Thành khoảng nửa thân ghe và còn khoảng 50 mét nước nữa thôi. Một lần nữa Cầu Kè có thể giành chiến thắng trước Châu Thành hay không? Cầu Kè đang duy trì, tần số để giữ khoảng cách so với Châu Thành. Cầu Kè đang muốn dành cho mình một vị trí nhất bảng B. Xin lỗi, nhất bảng A. Vâng, và một chiến thắng không thể nào thoát khỏi tầm tay của đội ghe ngò huyện Cầu Kè. Xin chúc mừng đội ghe ngò huyện Cầu Kè. Và như vậy vị trí nhất bảng A đã thuộc về đội ghe ngò huyện Cầu Kè và nhì bảng A là đội ghe ngò Châu Thành. Xin chúc mừng thay đội ghe. Các bạn nhìn chăm nhất nhì của bảng A của Châu Thành và Cầu Kè. Xin mời quý khán giả cùng hướng mắt về trận đấu giữa Tiểu Cần và Trà Cúc. Đây là trận đấu thứ hai. Ai sẽ đi tên vào trận chung kết với Cầu Kè? Chúng ta cùng chờ xem, còn khoảng 50 mét nước nữa. Châu Thành đang cố gắng bắt sóng lên. Kim Hải đang cố gắng duy trì những nhịp chậm của mình để giành chiến thắng khi ta mình vào trận chung kết. Có thể nhân chúng ta cùng chờ đợi kết quả từ tổ trưởng tay. Chiến thắng sẽ thuộc về đội ghe ngò nào đây? Xin chào quý vị khán giả, và theo kết quả của tổ trưởng tay, xin chúc mừng đội ghe ngò Nguyễn Duy Hải. Xin chúc mừng đội ghe ngò Nguyễn Duy Hải đã đặt tên mình vào trận chung kết với đội ghe ngò Cầu Kè. Như vậy rồi sao vậy? Cắn với bò. Quá trước mặt xếp cái tập bồ đâm luôn. Đó luôn.